Dạ, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Thì qua chúng ta tìm hiểu một chút qua cái vụ việc mà thời gian gần đây đó, ở Mỹ thì có các cái vụ xả súng, thì chúng ta cũng đã có những cái buổi trao đổi rồi cũng đưa ra những cái số liệu do các cái tổ chức gọi là trung lập ở các quốc gia khác người ta đưa ra, và đặc biệt là các cái số liệu về các cái cơ quan của chính phủ Mỹ người ta công bố về cái số lượng người sử dụng súng cũng như là cái số lượng người tử vong do bị xả súng của CDC Mỹ. Thì chúng ta cũng đã có những cái buổi trao đổi rồi. Thì ở đây thì liên quan đến trẻ em, thì cậu bé này là mới 10 tuổi, đúng không ạ? Mới có 10 tuổi. Thì chúng ta lại phải nói lại một chút, đó là cái công ước về quyền trẻ em đó, đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1989 và đã trở thành một trong những công ước về quyền con người được thông qua nhanh chóng nhất và rộng rãi nhất. Công ước xác lập những cái tiêu chuẩn về giáo dục, chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội, luật hình sự. Ở đây chúng ta lưu ý chỗ này, đó là luật hình sự, và xác định quyền trẻ em có tiếng nói trong các cái quyết định ảnh hưởng đến trẻ em. Năm 1995 thì Hoa Kỳ đã ký cái công ước về quyền trẻ em nhưng chưa hề phê chuẩn công ước này. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu đó là cái việc ký đó, một công ước, một quốc gia thừa nhận các nguyên tắc của công ước đó, có nghĩa là cái việc ký là chỉ là cái vấn đề là thừa nhận các nguyên tắc đó thôi, còn phải có việc phê chuẩn. Đó là việc phê chuẩn một công ước là cái việc là cam kết pháp lý thực thi công ước đó, có nghĩa là người Cái ta báo chỉ tướng ký thực thôi thi. đó, người ta chỉ ký thôi, người ta thừa nhận các nguyên tắc của công ước chứ người ta không có phê chuẩn và không không có cam kết cái việc mà pháp lý để thực thi cái công ước đó. Thì phê chuẩn công ước quốc tế ở Hoa Kỳ đó thì đòi hỏi phải thực hiện những hành động ở cấp cao, đó là tổng thống phải đệ trình công ước lên thượng viện, công ước đó thì phải được 2/3 thành viên thượng viện chấp thuận, tức tương đương với điều kiện để sửa đổi hiến pháp. Đấy, chúng ta lưu ý chỗ này nữa, đó là công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em thì chưa hề được thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chấp thuận, mặc dù là có hai đời tổng thống, đó là ông Clinton và ông Obama đã ủng hộ việc phê chuẩn công ước này. Song các thượng nghị sĩ đối lập thuộc phe Cộng hòa thì bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng công ước sẽ không bao giờ được thông qua. Đó thì cái này đã được hai tổng thống, đó là Clinton và Obama đưa ra trước thượng viện nhưng mà rất rõ ràng là đã không được thông qua. Và có rất nhiều các cái nguyên nhân để mà Hoa Kỳ không có thông qua. Thì trong đó chủ yếu là liên quan đến cái vấn đề mà nếu nói về kinh tế thì cũng đúng, và đặc biệt là các cái tổ chức mà quyền cha mẹ đó là người ta không có đồng ý về cái công ước này, bởi vì người ta cho rằng là cái công ước này nó sẽ hủy hoại cái quyền của cha mẹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực về giáo dục tôn giáo và tình dục. Đó là những cái vấn đề mà cái tổ chức quyền cha mẹ là không có đồng ý. Rồi với lại là cái nữa đó là chúng ta thấy nữa là cái việc Hoa Kỳ không thông qua nữa là cũng cũng có nhiều cái liên quan đến cái pháp luật của Hoa Kỳ nữa, có nhiều cái vấn đề liên quan nữa. Và cái điều này đó thì cũng đã được cái tổ chức gọi là Joe Biden, thuộc cái tổ chức mà Human Rights Watch đó, tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, thì cũng đã nói về cái vấn đề mà khi mà Hoa Kỳ mà không thể nâng cao được uy tín của mình trong tư cách là một quốc gia ủng hộ phúc lợi cho trẻ em, vì là thật là khó ăn nói khi mà Hoa Kỳ nỗ lực thúc đẩy quyền trẻ em ở các quốc gia khác và họ sẽ nhắc nhở Hoa Kỳ rằng họ đã phê chuẩn công ước, trong khi thì Mỹ chưa thực hiện cái điều đó. Thì cái điều này đã được cái tổ chức thuộc Human Rights đó, người ta lên tiếng. Thì chúng ta có thể thấy được ở đây đó là cái lĩnh vực mà công ước quốc tế có đề cập đến, đó là luật hình sự. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là dĩ nhiên chúng ta không có so sánh nó quá là khập khiễng, bởi vì giữa hai quốc gia thì hoặc các quốc gia khác đối với Mỹ cũng vậy, thì ít nhiều nó cũng sẽ có những cái điều nó khác biệt, nó không giống nhau. Thế nhưng mà một công ước quốc tế để đảm bảo về quyền trẻ em thì dĩ nhiên chúng ta thấy về cơ bản thì các nước người ta cũng sẽ ủng hộ thôi, chứ cũng không vấn đề gì, bởi vì đảm bảo cái quyền trẻ em là cái nguyên tắc mà,
là cam kết để nuôi dạy một thế hệ tương lai để trưởng thành và phát triển để phục vụ cho chính cái xã hội đó và sẽ là cái thế hệ tương lai của đất nước đó. Thì cái việc bảo vệ trẻ em thì theo em nghĩ nó hết sức bình thường, thế nhưng mà nó có sự ràng buộc nhất định, thế nên là Hoa Kỳ người ta đã không có phê chuẩn cái công ước này. Và dĩ nhiên khi người ta không có phê chuẩn thì người ta không chịu ràng buộc của công ước này, thế nên người ta cái việc người ta bắt trẻ em thì hết sức bình thường thôi. Đấy, hết sức bình thường. Đấy, điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là gì? Đó là trẻ em thì 10 tuổi, thì nếu như ở Việt Nam chúng ta thì khoảng học lớp 4. Thế thì việc nhận thức của các em về các cái vấn đề hoặc các cái lời nói thì dĩ nhiên là nó sẽ không 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 thể nào mà như người lớn được. Có nghĩa là không không như những người mà đã trưởng thành và là đủ tuổi vị thành niên 18 tuổi trở lên thì rất là không, dĩ nhiên là không thể thể như thế được. Và ở Việt Nam chúng ta có một câu rất là hay, đó là khôn đâu đến trẻ và khỏe đâu đến già. Đó là một cách các cụ có nói về cái vấn đề mà cái trí tuệ hay là các cái nhận thức khác của trẻ em thì người ta sẽ không bằng người lớn. Thế nên là các cái hành động của người ta nó sẽ của các trẻ em đó thì người ta sẽ ngây ngô, có thể là trong một câu nói đùa hay cái vấn đề gì đó. Thế nhưng đối với nước Mỹ thì nó lại không như vậy, đúng không ạ? Và dĩ nhiên là ở chúng ta, ở Việt Nam chúng ta thì có sự khác biệt nhất định về cái vấn đề này. Đặc biệt là chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy đó là cái vấn đề mà đối với trẻ em mà dưới tuổi đó thì cái việc truy cứu hành trách nhiệm hình sự sẽ được miễn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cái này có thể chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ở Bộ luật hình sự của Việt Nam 2015 2017 thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm để biết được cái độ tuổi nào khi các em phạm tội đó thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi vì lúc đó là cái tâm sinh lý rồi các cái vấn đề khác các em đều chưa có phát triển, chưa có hình thành. Thì đó là nó chỉ là những cái hành động bộc phát hoặc là chúng ta có thể nói là nó rất là ngây thơ, nó không có sự tác động hay là nó không có sự tính toán mưu mô thủ đoạn gì cả. À, khác với các cái đối tượng mà đã đủ cái năng lực chịu trách nhiệm hình sự thế nhưng người ta lại sử dụng vào cái mục đích là phạm tội thì nó khác. Thế mà điều chúng ta muốn nói thêm ở đây nữa đó là gì? Đó là khi mà em có tìm hiểu đó thì ở Việt Nam chúng ta đó đối với những trường hợp mà đối với những cái trẻ em đó mà phạm tội hoặc là có những hành động khác đó hoặc là có liên quan có thể là người làm chứng chẳng hạn, người chứng kiến cái sự việc chẳng hạn, thì nếu như mà có thể tham khảo về cái việc mà thẩm vấn như anh Âu Việt có trình bày đó thì bắt buộc phải có người giám hộ, đó là cha mẹ hoặc cha mẹ nuôi hợp pháp hoặc là ông bà gì đó, chung quy là phải có cái người lớn của cái gia đình đó đó, anh chị em ruột hoặc là cô chú ruột hay cái gì đó, chung quy là phải có một cái người lớn của cái gia đình đó là giám hộ. Có Đúng nghĩa rồi. là giám hộ là như thế nào? Có nghĩa là trong cái quá trình mà cái lực lượng công an hay là lực lượng thực thi pháp luật đó người ta thực hiện cái việc ghi lời khai hoặc là ghi các cái nội dung mà liên quan những cái câu hỏi đối với các em này đó, thì có thể là về nội dung hay là em đã chứng kiến như thế nào hay vân vân, tất cả có liên quan thì đều phải có người giám hộ để gì ạ? Để đảm bảo cái khách quan là xem là trong quá trình đó thì cái việc cái lực lượng thực thi pháp luật người ta làm có đúng quy định không và người ta hỏi các em đó có khách quan không hay như thế nào đó thì bắt buộc phải có người giám hộ đối với những người từ dưới 18 tuổi đó, thì phải có người giám hộ để ký vào các cái nội dung đó và có những trường hợp thì theo cái điều kiện thì có thể mời luật sư đó, có thể chúng ta mời luật sư hoặc là theo cái điều kiện ví dụ như ở Việt Nam chúng ta áp dụng đối với những trường hợp ví dụ như là hộ nghèo chẳng hạn thì người ta có quyền, mà người ta có quyền được yêu cầu trợ giúp viên pháp lý có nghĩa là cái luật sư mà miễn phí đó để mà tư vấn pháp lý cho cái gia đình đó, thì cái điều này nó hết sức bình Nhưng thường, mà có nghĩa là cái này là chung 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 vấn đề đó. Thí dụ chung nói, thí dụ là cùng cùng một cái kiểu, mình nói vậy đi, cùng một đứa trẻ 10 tuổi đúng không, mà khi vi phạm pháp luật bên Mỹ và một đứa trẻ 10 tuổi vi phạm pháp luật Việt Nam, thì cái chuyện đã vi phạm pháp luật thì vấn đề đó cũng chẳng cần phải bàn cãi nhiều đúng không. Nhưng mà ở đây cái cách xử lý á, theo cái sự hiểu biết và cái sự tìm hiểu của Trung á, Trung thấy cái có cái gì đó nó khác biệt không? Ví dụ như thế này, nếu một đứa trẻ ở Việt Nam giống như Trung vừa nói đó, sự khi mà đã vi phạm pháp luật đồng ý là bị xử rồi đó, nhưng trong cái vấn đề đó họ có tìm hiểu xem
nguyên nhân vì sao mà đứa trẻ đó lại có cái hành động như vậy, để làm gì? Đó là một trong những gọi là để những tình tiết để họ xem xét, để sau này mà xử lý cho một cách nó thấu tình, gọi là đạt tình đạt lý hơn, đúng không? Còn ví dụ cũng câu chuyện đó mà ở bên Mỹ, ví dụ như là đó điển hình là nãy của luật sư Trịnh Quốc Thi đưa lên đó, là không cần biết, cứ vi phạm pháp luật là xử lý theo pháp luật thôi, cũng chẳng cần phải là tìm hiểu là nguyên nhân hay vì sao, hay là xem xét cái tính gọi là cái tính nhân đạo á, gọi là cái tính nhân đạo á. Thì rõ ràng nhiều khi đứa trẻ nãy Trung nói đó, đứa trẻ thì nhiều khi nó vô tư thôi, nó vô tư, có thể đâu đó nó bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, nó ảnh hưởng bởi game, hoặc là nó ảnh hưởng bởi môi trường xã hội. Thì trong cái tuổi trẻ mà nó vô thức, vô hình, vô tình, nó khoảnh khắc nó bốc đồng, nó bốc đồng, đúng không? Thì nó phát ngôn ra những cái câu chuyện như vậy, và đã dẫn đến cái vấn đề là vi phạm pháp luật. Thì không biết ha, thì không biết ở bên bên Mỹ họ họ pháp luật Mỹ họ có xem xét tới cái tình tiết đó không, để gọi là nếu mà quy vô cái khung phạm tội ấy, thì đó cũng theo mình nghĩ đó là một cái khung pháp lý để xem xét giảm nhẹ tội, đúng không? Thì chung thấy thế nào? Dạ thì theo như em tìm hiểu thì dĩ nhiên là ở bên Mỹ đó thì em cũng không nắm rõ lắm. Thực tế mà nói thì anh em ta không có ở bên Mỹ, mà chủ yếu là chúng ta tìm hiểu qua các cái kênh thông tin cũng như là qua những anh chị em cô chú ở bên Mỹ đó. Thì cái đơn giản đầu tiên, cái phản ánh mà chúng ta nhìn vào, cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là gì? Đó là cái hình ảnh mà cháu bé 10 tuổi bị còng tay, đúng không ạ? Và trước đây nữa thì cũng có rất nhiều, chứ không phải là đến trường hợp này, thì cũng có những trường hợp trẻ em bị còng tay ở trong các cái cơ sở của các cái lực lượng cảnh sát Mỹ. Thì cái điều này nó có sự khác biệt nhất định đối với ở Việt Nam chúng ta. Thì ở đây thì chúng ta có thể tìm hiểu, thì chúng ta có thể thấy đó là cái việc mà còng tay trẻ em á, là cái lực lượng mà theo như em tìm hiểu đối với những anh em quen biết đó, thì cơ bản là người ta sẽ không thực hiện cái việc đó, bởi vì đối với trẻ em thì có quyền trẻ em nhất định. Và đặc biệt là trẻ em thì chúng ta biết rồi, đối với về thể trạng, về sức khỏe hay là về các cái vấn đề khác đó thì chúng ta không phải là chủ quan, nhưng đối với các tội phạm nguy hiểm thì chúng ta vẫn sử dụng các cái biện pháp cưỡng chế, đặc biệt là còng tay hoặc là các cái biện pháp khác mà chúng ta thấy như kiểu là ở tù nhân Mỹ người lớn đó, người ta còn còng cả chân cơ để người ta đảm bảo cái an toàn. Thế nhưng đối với trẻ em thì không thế, người ta không làm thế, mà thường là người ta sẽ khi mà sự việc xảy ra đó thì cái điều đầu tiên thì dĩ nhiên người ta vẫn phải mời với các cái cơ quan để làm việc. Thế nhưng mà trong quá trình đó thì để mà làm việc được á, thì bắt buộc phải có người giám hộ, bởi vì nếu không có người giám hộ đó thì cái việc mà ghi lời khai hay là các cái tình tiết khác của các em đó thì nó không có giá trị pháp lý. Và cái này chúng ta có thể nghiên cứu ở trên các cái bộ luật, các cái trang thông tin về luật của Việt Nam, cái điều này cũng rất rõ ràng chứ không có gì là khó cả. Và cái điều thứ hai đó thì như người ta sẽ tìm hiểu về cái điều kiện hoàn cảnh cũng như là nguyên nhân lý do, ví dụ một em phạm tội là như thế nào, nó do tác động của các cái yếu tố nào để gây nên cái việc đó, và để xác định cái khung hình hạ phạt. Ví dụ như là cái trường hợp mà em ví dụ thôi, thì em có tìm hiểu ví dụ như là chẳng hạn như cái hành động đó thì có thể là em sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 năm tù chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu như mà do là tác động ngoại cảnh khách quan mang đến, ví dụ như em này em đi học mà thường xuyên mà bị đánh chẳng hạn, bị bắt nạt chẳng hạn, thì có thể nó dẫn đến là trong quá trình kích động thì em phạm tội, thì có thể thì người ta cũng sẽ coi đó là một tình tiết giảm nhẹ, ví dụ như thế, là do em bị kích động và bị thường xuyên, thì người ta sẽ có những cái ít nhiều trong cái đánh giá, thì cái đó nó thuộc về cơ quan thực thi pháp luật và đặc biệt là cơ quan của tòa án, người ta sẽ thực hiện cái việc này khi định khung hình phạt. Thì cái này thì em cũng có tìm hiểu một chút như vậy thôi. Thế nhưng mà em hơi thắc mắc và cũng hơi 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 thấy buồn cười là ở chỗ là như thế này, cái tổ chức Human Rights đó người ta cũng nói về cái vấn đề mà Hoa Kỳ không có tham gia cái phê chuẩn công ước về quyền trẻ em đó thì sẽ như thế này như thế nọ, trong khi là bản thân anh là cái quốc gia mà hay đi lên tiếng nhất về cái tự do dân chủ nhân quyền, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là chúng ta có thể nhìn lại là các cái vụ việc ở Việt Nam chúng ta chẳng hạn, thì dĩ nhiên cái vụ việc mà liên quan đến trẻ em Việt Nam chúng ta đó là những cái vụ việc mà rất đau xót và cũng là một cái bài học, và sau này đã được các nhà
khoa học cũng như là các chuyên gia về tâm lý vân vân cả, thì người ta cũng cũng đã có những cái khuyến cáo, đặc biệt là đối với phụ huynh là cần quan tâm hơn nữa đối với con em mình trong quá trình giáo dục ở tại gia đình. Thế thì chúng ta cần phải theo sát các em hơn, ví dụ như vậy thì người ta cũng đưa ra khuyến cáo chứ người ta cũng không không ấy. Nhưng mà ở đây chúng ta đặt ra một cái vấn đề là khi mà cái sự việc ở Việt Nam xảy ra thì có một số bộ phận hoặc một số thành phần đó, người ta lợi dụng một cái việc đó ở trong nước đó, người ta đưa ra những cái khẩu hiệu, người ta đưa ra những hành động rất là vô lý, và đặc biệt là các tổ chức ở thành phần chống phá nước ngoài thì người ta lại càng rầm rộ hơn. Mà không riêng gì cái việc này mà tất cả các sự việc xảy ra trong nước thì người ta đều có những cái diễn biến tư tưởng hết sức là cực đoan, và người ta đều gán ghép cho là do chế độ hay là do thế này do thế kia, do lãnh đạo đảng nhà nước vân vân cả. Người ta chúng quy lại người ta đều gán ghép những cái một cái hiện tượng hoặc là một cái nhóm, đúng không ạ, một cái nhóm đối tượng nào đó thì người ta đều gán ghép về cho tất cả là do chế độ và do nhà nước. Thì chúng ta thử đặt ngược lại một câu hỏi về bản chất vấn đề, thì hai hai cái vấn đề nó đều là một, đúng không ạ? Dù xảy ra ở Mỹ hay ở Việt Nam thì một trẻ em đều phạm tội thì đều là phạm tội cả thôi, và đã phạm tội vào luật hình sự thì đều là như nhau, nhưng tại sao cái cách xử lý ở Mỹ người ta khác, và trong khi đó người ta luôn kêu gọi cho tự do dân chủ nhân quyền mà người ta lại đi còng tay và xử tù các trẻ em như vậy, thì nó có thỏa đáng hay không, nó có đảm bảo các quyền hay không? Và chúng ta tìm hiểu chúng ta lại biết thêm một cái nữa, đó là gì, đó là khi mà trẻ em thì người ta vô ở trong các cái trại cải tạo như vậy đó, thì ngay từ đầu đúng không ạ, nguyên nhân mà dẫn đến hành vi các em phạm tội thì chúng ta tìm hiểu là một trong những nguyên nhân có thể, đúng không ạ, đó là khi mà người ta sinh sống ở gia đình đó thì thường được bố mẹ đưa đi vào các cái trường bắn tập luyện vân vân và vân vân cả, thì ít nhiều người ta bị ảnh hưởng. Với hai nữa là cái trước đây mà chúng ta đã từng đề cập, đó là cái thuyết thượng đẳng đó, người da trắng thượng đẳng đó, nó cũng gây ảnh hưởng đến cái vấn đề mà đặc biệt là những cái người Mỹ da trắng, người ta có sự phân biệt rõ ràng, sự phân biệt chủng tộc với đối với người da đen hoặc người châu Á vân vân, thì cái điều này nó rất là phản ánh rất là thực tế khách quan đối với chính xã hội Mỹ, và qua cái vụ mà George Floyd đấy, đúng không ạ, thì đã phản ánh rất rõ ràng. Và bao nhiêu năm thì người ta vẫn cứ người dân Mỹ, người ta vẫn có những cái sắc dân khác đó, người ta vẫn có những cái buổi gọi là kêu gọi về cái vấn đề là đảm bảo cái xóa bỏ cái vấn Quyền đề trẻ xóa em. chủng tộc hoặc là quyền trẻ em. Thế nhưng mà bao lâu nay thì hai cái vấn đề, các vấn đề này cũng như các vấn đề khác, cả như cái vấn đề xả súng cũng vậy, thì đều là cái vấn đề người ta kêu thì người ta cứ kêu vậy thôi, chứ còn cái vấn đề có giải quyết hay không nó là thuộc chính phủ Mỹ. Thế nhưng mà cái điều chúng ta đang nói ở đây là qua cả hai cái sự việc, nếu như cái sự việc này mà xảy ra ở Việt Nam, chưa cần biết em đó phạm tội như thế nào, lớn hay nhỏ hay là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, mà có cái hình ảnh mà lực lượng cảnh sát của Việt Nam mà còng tay một cái em 10 tuổi như thế này, thì chắc chắn là gì ạ, các tổ chức nhân quyền hoặc là các cái thành phần chống đối không riêng gì ở nước ngoài, kể cả trong nước, sẽ ngay lập tức lên lên các cái diễn đàn, các trang thông tin, thậm chí là một số báo chí sẽ nhảy vào phân tích rất là ghê gớm, đúng không ạ? Ngay cả cái Đúng vấn rồi. đề mà chúng ta theo dõi chúng ta thấy thôi, cái vấn đề mà ví dụ như Bảo trước hành. đây hồi trước đây em có một lần mà em có chứng kiến tham gia một cái phiên xét xử về một cái vụ án ma túy đó, thì xem thì không phải là xem mà em chỉ đứng ở ngoài thôi chứ không được vào trong. Thế nhưng mà trong quá trình mà dẫn giải những cái người phạm tội đi đó thì em có tò mò, thì em có xem, bởi vì cái số lượng xe rất là nhiều, thì trong đó có cả những cái xe 7 chỗ hoặc là những cái xe mà chúng ta hay xe nhìn thấy đó, người ta chở những cái người vi phạm mà có thùng đằng sau đó, thì Vâng, rất dạ là rồi. nhiều, có cả xe đó, có cả xe 7 chỗ, có cả xe 4 chỗ, cũng không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khi mà một vài vụ việc gần đây đó thì có đưa những cái người phạm tội ra để xét xử, mặc dù trước đây người ta đã từng giữ chức vụ chẳng hạn, thì cái vấn đề đi xe xe đó nó hết sức bình thường, bởi vì đều là xe theo ngôn từ mà em tìm hiểu đó là xe đặc chủng để cung cấp cho cái đơn vị đó để chở cái người đi ra tòa để xét xử đó, thì hết sức bình Đúng thường rồi. thôi. Thế nhưng cũng cũng có báo chí là hoặc là cũng có những câu hỏi này câu hỏi nọ đặt ra như vậy, có phù hợp hay không, thì cái điều đó thì theo em nghĩ nó cũng hết sức bình thường thôi. Đó là những cái vấn đề rất nhỏ thôi, thì các anh cũng đưa ra những câu hỏi, đưa ra những lập luận để các anh gì cố tình các anh nói lái đi sang cái vấn đề khác, và các anh cho rằng cái việc đó là thế này thế nọ. Thế thì thử hỏi là đối với một cái việc cũng như trẻ em ở Việt Nam mình như vậy thì người ta sẽ có những cái hành động như nào, thì chắc chắn người ta sẽ phản ứng rất là kịch liệt, đúng không ạ, rất là kịch liệt. Thì dĩ nhiên là về vấn đề góc độ báo chí đó thì em cũng không có ý kiến gì, bởi vì đó là đất nước chúng ta là gì, là tự do báo chí,
thì các cái tờ báo hay là các cái nhà báo đó, người ta có quyền đưa ra các cái góc nhìn khác nhau phù hợp. Dĩ nhiên là theo quy định của pháp luật thì người ta vẫn đưa ra những góc nhìn khác nhau. Thì có thể là đối với góc nhìn người ta khác, góc nhìn của em khác, chuyện đó hết sức là bình thường. Thế nhưng ở đây chúng ta muốn phân tích là nếu như cái sự việc mà còng tay một trẻ em 10 tuổi ở Việt Nam thì các anh sẽ viết như thế nào? Đúng không ạ? Các anh sẽ phân tích như thế nào? Và các anh có những cái bài viết như thế nào cho để mà nói lên được là thực sự cái này nó là thuộc lỗi về ai? Thì bây giờ một trẻ em ở Mỹ 10 tuổi bị còng tay như vậy thì các anh cũng nên phân tích, các anh nên có sự so sánh nhất định để từ đó chúng ta mới thấy được, giống như cái vấn đề đơn giản như hiện nay đang rất là nóng hổi, đó là vấn đề giá xăng cũng vậy. Các anh chỉ đưa lên giá xăng của Việt Nam thế này, giá xăng Việt Nam